Đối với sự lìa chân như của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa 10 lực của Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của 10 lực Phật chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của pháp không quên mất chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của tánh luôn luôn xả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
đối với sự lìa pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của trí nhất thiết chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với dự lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với Nhất Lai bất hoàn A La Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của dự lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của Nhất Lai bất hoàn A La Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của dự lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của Nhất Lai bất hoàn A La Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với dự lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với Nhất Lai bất hoàn A La Hán cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của dự lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của Nhất Lai bất hoàn A La Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với dự lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
Đối với Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của Dự Lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa Dự Lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của Dự Lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của Dự Lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa Dự Lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của Dự Lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa Dự Lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của Dự Lưu chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, Bất Hoàn hướng Bất Hoàn quả, A-La-Hán hướng A-La-Hán quả cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của Dự Lưu hướng Dự Lưu quả chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của Nhất Lai hướng Nhất Lai quả,
bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa dự lưu hướng, dự lưu quả, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của dự lưu hướng, dự lưu quả, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của Nhất Lai hướng, Nhất Lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của độc giác, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của độc giác hướng, độc giác quả, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với Đại Bồ Tát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với Tam Miệu Tam Phật Đà, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của Đại Bồ Tát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của Tam Miệu Tam Phật Đà, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của Đại Bồ Tát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của Tam Miệu Tam Phật Đà, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với Đại Bồ Tát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với Tam Miệu Tam Phật Đà, cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của Đại Bồ Tát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của Tam Miệu Tam Phật Đà, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với Đại Bồ Tát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với Tam Miệu Tam Phật Đà, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của Đại Bồ Tát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của Tam Miệu Tam Phật Đà, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, Như Lai đối với sự lìa Đại Bồ Tát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Tam Miệu Tam Phật Đà, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của Đại Bồ Tát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của Tam Miệu Tam Phật Đà, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của Đại Bồ Tát, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của Tam Miệu Tam Phật Đà,
cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Tam Miệu Tam Phật Đà cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của Tam Miệu Tam Phật Đà cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa Tam Miệu Tam Phật Đà cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của Tam Miệu Tam Phật Đà cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với pháp của Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của pháp Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của pháp Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với pháp của Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của pháp Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp của Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của pháp Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với sự lìa pháp của Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của pháp Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của pháp Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa pháp của Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của pháp Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp của Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của pháp Đại Bồ Tát chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca: Như Lai đối với thanh văn thừa chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với độc giác thừa, vô thượng thừa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với chân như của thanh văn thừa chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của độc giác thừa, vô thượng thừa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với pháp tánh của thanh văn thừa chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của độc giác thừa, vô thượng thừa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với thanh văn thừa chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với độc giác thừa, vô thượng thừa cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với chân như của thanh văn thừa chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với chân như của độc giác thừa, vô thượng thừa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với thanh văn thừa chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với độc giác thừa, vô thượng thừa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với pháp tánh của thanh văn thừa chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với pháp tánh của độc giác thừa, vô thượng thừa cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng.
Kiểu thi ca Như Lai đối với sự lìa thanh văn thừa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa độc giác thừa, vô thượng thừa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa chân như của thanh văn thừa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của độc giác thừa, vô thượng thừa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của thanh văn thừa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của độc giác thừa, vô thượng thừa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa thanh văn thừa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa độc giác thừa, vô thượng thừa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Chân như của Như Lai đối với sự lìa chân như của thanh văn thừa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa chân như của độc giác thừa, vô thượng thừa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa thanh văn thừa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa độc giác thừa, vô thượng thừa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Pháp tánh của Như Lai đối với sự lìa pháp tánh của thanh văn thừa, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đối với sự lìa pháp tánh của độc giác thừa, vô thượng thừa, cũng chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Kiểu thi ca, những điều mà Tôn giả Xá Lợi Tử đã nói là đối với tất cả pháp, chẳng phải ly, chẳng phải tức, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Đó là thần lực của Như Lai. Như Lai là chỗ nương, vì lấy cái không chỗ nương làm chỗ nương. Hết quyển thứ 93.